Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với trải bài ngày hôm nay của chúng ta ha. Thì mình là Jenny Tarot Reader đây. Hôm nay Jenny sẽ mang đến cho mọi người trải bài với chủ đề là sau bức màn nhung ha. Tại vì mình không có biết làm cái chủ đề gì tiếp theo á. Nhưng mà hồi nãy vô tình là mình đang suy nghĩ thì mình đọc cái quyển truyện này thì mình thấy cái tựa đề này nè thì nó cũng khá là hay ha. Cái quyển truyện này về câu gọi là truyện thám tử kinh điển mà mình mê hơn Conan luôn á. Thì cái chủ đề này á, lúc đầu á mình suy nghĩ á thì nó có thể là một cái bí mật nào đó sau bức màn nhung, bức màn trên sân khấu á mà mọi người chưa hay biết đang diễn ra trong cuộc sống của mình ha. Nhưng một lát sau á thì Jenny lại nghĩ thêm một cái nữa là có thể đó là một cái kế hoạch, một cái kịch bản nào đó được sắp xếp đằng sau bức màn từ ơn trên hoặc là từ bất cứ spiritual guide hoặc là các đấng bảo hộ thiêng liêng của mọi người đang muốn dành tặng cho mọi người ha. Thì tùy vào cái tụ bài, tùy vào năng lượng của tụ bài và tùy vào cái thông điệp và mọi người chọn một tụ bài hoặc là một hoặc là nhiều hơn một tụ bài để lắng nghe thông điệp ha. Có nghĩa là ở đây nó sẽ xuất hiện bất kỳ thông điệp nào, có thể là có một việc gì đó đang làm phía sau lưng bạn mà bạn không hay biết, hoặc là một cái sự sắp xếp nào đó từ ơn trên sắp mang đến cho bạn ha. Tùy vào cái trải đài đó, ý nghĩa của cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là như vậy. Thì lúc xào bài á thì định lấy ra ba lá thôi nhưng mà lại muốn lấy thêm một tụ nữa. Chắc là cũng có muốn thông điệp gì đó thứ tư muốn gửi đến mọi người, thì mọi người bắt đầu chọn tụ ha. Đây là tụ thứ nhất, tụ thứ hai, tụ thứ ba, tụ thứ tư. Nếu như bạn nào lần đầu đến với Tarot và cũng như lần đầu đến với kênh của mình á thì cách chọn tụ có thể mọi người rất là khó trong việc chọn tụ, thì hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu ít nhất là 3 lần, sau đó mở mắt ra và suy nghĩ đến chủ đề sau bức màn nhung mà chủ đề hôm nay mình làm, là chọn cái lá bài nào thu hút ánh nhìn của mình. Mọi người tập trung năng lượng chọn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ đầu tiên luôn. Mình sẽ xếp bài lại một nơi ha. Knowing. Ok. À, quên nữa. Xin chào các bạn chọn tụ thứ nhất. Thì đây là trải bài với chủ đề là sau bức màn nhung dành cho các bạn ha. Nếu như các bạn có skip qua phần mô tả intro của mình á, thì các bạn nên quay lại xem ha. Tại vì để hình dung rõ là các trải bài hôm nay chúng ta đang nói về vấn đề gì ha. Rồi, chúng ta sẽ để lá các bạn ở đây. Để mình xem. Ok, chúng ta sẽ lấy tea leaf trước đi. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ nhất. Mình sẽ xin thông điệp về chủ đề sau bức màn nhung ha. Trời ơi trời ơi. Hãy
Chúng ta xem là chủ đề dành cho các bạn chọn tủ thứ nhất ở đây là gì ha. Mình thấy các bạn chọn tủ thứ nhất ở đây á, có một sự thông thái nhất định trong cuộc sống. Các bạn có thể biết đến một số cái rất là hay, như là sao ta, những cái mà rất ít người biết ấy, kiểu như là thậm chí những cái về chakra, những cái chủ đề mà khi mà nói ra rất là ít cái người mà người ta nghĩ đến, người ta biết đến cái chủ đề đó. Các bạn biết rất nhiều, mỗi thứ một chút, kiểu như các bạn cũng có thể là một nhà thông thái, một cuốn từ điển sống, hoặc là một cái Google sống cho mọi người xung quanh ha. Các bạn thường gây ấn tượng với mọi người xung quanh qua những cái tri thức mà các bạn có. Có thể các bạn ở trong tụ bài này có sự rung động của con số 4, con số 3. Ở đây mình thấy màu xanh lá rất nhiều, có thể là lung sa tim, là lung sa thứ lung sa tim nè. Rồi hoặc là con số 7 ha, có sự rung động của con số 7. Những người mà có sự rung động con số 7 trong cuộc sống thường mang những cái bài học rất là lớn luôn á. Rồi để chúng ta xem là các bạn chọn tuổi thứ nhất có thông điệp gì với chủ ở chủ đề sau bức màn nhung ha. Hồi hộp quá, vẫn chưa biết chủ đề các bạn là gì luôn. Có thể sắp tới các bạn sẽ có một cái sự nhận thức sâu sắc nào đó sau mà cái sự kiện này xảy ra. Các bạn sẽ có được một sự nhận thức sâu sắc nhất định trong cuộc sống của mình. Kết nối với năng lượng của các bạn chọn tuổi thứ nhất. Xin bàn cho thông điệp về chủ đề sau bức màn nhung dành cho các bạn ấy. Ok. Rồi, chúng ta đến với tip Money Path. Man temporary situation 10 lightning control your anger maybe you're sorry 10 pay attention to your health. Chúng ta có win or lose, spread your wings, love. Thảo nào hồi nãy giờ mình cứ muốn lấy cái thông điệp về tình yêu cho các bạn. Trust. Crown chakra là nurture. Chúng ta có bộ này mình không xem ngược. Cái bộ mình xem ngược mình đã cho bạn mình mượn rồi. 10 kiếm, Queen of Cups, The Moon, 9 ly, 3 ly. Chúng ta có lá whip, mountain, close, the gentleman và ring. Wow, một thông điệp cực kỳ rõ ràng ở đây luôn. Ô, chỗ này còn chỗ xếp nè, để mình xếp. Rất là cảm ơn các bạn chọn tủ thứ nhất. Trong thời gian qua mình luôn cảm ơn các bạn chọn tủ thứ nhất đã kiên nhẫn chờ đợi mình xếp bài luôn á. Tại vì mình vừa xếp bài mình vừa suy nghĩ á mọi người chứ.
ở trên The Moon, ở dưới Cloud. Thông điệp này chắc chắn là một thông điệp các bạn cần phải nghe luôn á. Tại vì hiện tại cái cuộc sống các bạn nó mờ mịt lắm, nó không có rõ cái gì, nó cuộc đối với các bạn á, nó mờ, kiểu như các bạn cảm giác như xung quanh các bạn hiện tại á, cái chuyện gì nó cũng mông lung như một trò đùa hết á. Các bạn không không có được chủ động trong cái cuộc sống của chính bản thân mình, các bạn không có cảm giác được kiểu chủ động. Nói chung là các bạn luôn phải phụ thuộc vào một số vấn đề nào đó thì các bạn mới đưa ra quyết định được ấy, kiểu như vậy. Thông điệp điệp đầu tiên, mình thấy rằng trong cuộc sống các bạn trong quá khứ, thậm chí có một số bạn ở đây luôn ha, trong quá khứ các bạn đã từng có một cái quá khứ nó không mấy gọi là tốt đẹp, có thể là bị bạo hành, bị xúc phạm, bị sỉ nhục, bị coi thường rất là nhiều, hoặc là thậm chí bị những cái vấn đề không tốt về mặt vật lý, sức khỏe không hề tốt, các bạn bị đối xử bất công, các bạn không có được hạnh phúc từ trong chính bản thân mình, và mọi việc mà đến với các bạn á, nó thử thách nhiều hơn là cơ hội ha. Thì cái chủ đề sau bức màn nhung hôm nay á, mình thấy có vẻ như là phải nói sao nhỉ? Sẽ sắp tới sẽ có một cái sự kiện gì đó xảy ra để cho các bạn hiểu được cái vấn đề ở đây, để nó kiểu như nó xảy ra song song, tức là lúc đầu mình làm chủ đề, mình làm sau chủ đề sau bức màn nhung, tức là mình làm một trong hai, tức là có những ai đang làm những cái việc sau lưng các bạn, hoặc là những cái bí mật nào các bạn sắp được biết, và hoặc là ơn trên đang sắp xếp cho các bạn một cái sự việc gì ha. Thì ở đây á, ở các bạn đều sẽ cái hai cái trường hợp đó đều có trong trải bài ngày hôm nay luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ nói cái trường hợp mà đầu tiên là về việc mà người tính đi ha, mình sẽ chia ra là người tính và trời tính ha. Thì đầu tiên là cái việc con người tính, thì ở đây á, mình thấy có các bạn á, đang có một cái mối quan hệ với lại một người nam, hoặc là một người mang năng lượng nam ha, tùy vào cái năng lượng các bạn là nữ hay là nam, hay là giới tính các bạn, hoặc là mối quan hệ các bạn như thế nào ha. Thì cái người mà các bạn đang dealing á, đang quen, đang yêu á, nói thẳng là yêu đương, có mối quan hệ yêu đương á, thì các bạn đang rất là mông lung về cái người đàn ông này, về cái con người này. Nếu như trong quá trình mình trải bài mà mình nói với người đàn ông này á, thì các bạn nào nào mà mang năng lượng, mà các bạn đang từ từ các bạn đang xem là nam, mà mình hay nói là cái người đàn ông này, thì các bạn tự đổi cái chiều năng lượng giúp mình ha, là cái người đó là người nữ, hoặc là cái người với năng lượng nam ha. Trời, nãy giờ mình nói cái gì á, mình hy vọng là các bạn hiểu, tự nhiên mình hơi bị lúng túng trong cái lời nói luôn á. Ok, cái việc người tính ở đây á là các bạn đang có sự chuẩn bị với nhau về chuyện tình cảm, đang có sự muốn gắn kết với nhau rất là nhiều ha, đang có dự định đến với, thậm chí một số cặp đôi ở đây là có dự định sẽ kết hôn, sẽ đi đến hôn nhân với nhau, nhưng các bạn cảm thấy chưa hoàn toàn tin tưởng vào cái con người này, các bạn hoàn toàn chưa có đặt trọn cái niềm tin vào cái mối quan hệ này, các bạn cảm thấy cái mối quan hệ này nó mù mịt lắm, hoặc là các bạn không nhìn thấy được tương lai của mình với cái người này, cho nên là cái việc mà đưa đến cái việc mà đi đến kết hôn với nhau á, thì nó hơi bị khó ha. Ở một số trường hợp thì các bạn đang nghi ngờ cái đối phương của mình liệu có chung thủy với mình hay không, liệu có xứng đáng để mình đi đến tình yêu hay không ha.
hoặc là đổi chiều năng lượng lại thì cái người kia, người ấy đang có một cái dự định nào đó, muốn gắn kết với các bạn, muốn đính ước với các bạn, muốn rục rịch chuẩn bị cho các bạn một cái màn cầu hôn, một cái màn đính ước ha, trong cuộc sống ha. Thì cái việc mà người tính thì nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Còn mình tiếp tục mình sẽ nói cái việc trời tính ở đây. Ở đây á thì các bạn thường đang rất là chăm lo để phát triển sự nghiệp của mình. Cuộc sống các bạn á, giống như hồi nãy mình nói, tất cả những cái đau thương, tất cả những cái nỗi đau đớn về mặt tinh thần hoặc là về mặt thể xác thì nó cũng đã qua rồi, nhưng lâu lâu nó vẫn trỗi dậy, nó vẫn trỗi lên cái nỗi sợ đó, mỗi khi các bạn nhớ về ha, hoặc là không phải nhớ về nữa, lâu lâu tự nhiên đang ngồi cái tự nhiên nó trỗi dậy, nó khiến các bạn hơi bị lo sợ là tương lai của mình liệu nó có phải một lần nữa nó xảy ra cái điều đó hay không ha. Các bạn sợ lắm, các bạn như là khi mà cái cuộc hành trình sắp tới các bạn như đánh cược luôn á, một mất một còn luôn á, tức là được ăn cả ngã về không mà ngã mất luôn á, không có gì. Thì một cái điềm báo ở trong tương lai á, cái sự chuẩn bị cái sau bức màn nhung ở đây là gì? Một cái con đường mà đi đến cái tiền tài vật chất, những cái thành công ha, thì cái con đường đó nó đang đợi bạn. A path with money is waiting for you to find it. Tức là hiện tại á, mình cảm thấy các bạn vẫn chưa tìm ra được con đường để mình đi, vẫn vẫn chưa tìm ra được cái con đường đúng đắn để mình theo đuổi. Cho nên các bạn khá là mơ hồ, cho nên nó cái sự kiện này, những đấng bảo hộ của các bạn muốn khuyên các bạn á, là hãy đi trên cái con đường của mình, hãy bay trên cái đôi cánh của mình ha, hãy dũng cảm, hãy nắm lấy thời cơ và tiến lên phía trước, nắm bắt cái cơ hội đó để mà phát triển cái con đường thành công, con đường muốn được sung túc giàu có của mình ha. Quan trọng á, là các bạn phải có niềm tin, các bạn phải gọi là có một cái niềm tin mãnh liệt luôn á. Quan trọng là các bạn bắt đầu phải có niềm tin. Ở đây mình, tại vì những cái mình hiểu á, là những cái người mà người ta đã từng thất bại, người ta đã từng đau khổ, rất khó để người ta có một cái niềm tin tươi sáng về tương lai sau này, rất rất là khó để người ta có thể bắt đầu lại một cái hành trình mà với một cái trái tim nguyên vẹn, với một cái trái tim mãnh liệt, nhiệt huyết là rất khó. Nhưng vũ trụ muốn muốn nhắc nhở các bạn là hãy mạnh mẽ, hãy tin tưởng, hãy bước đi trên cái hành trình này với một cái niềm tin về sự chiến thắng ha. Tự nhiên mình nói cái mình nghĩ nó nhiều quá, cái mình không có bắt được năng lượng luôn á, cái mình quên. Ở đây nữa là để mình tiếp tục mình nói tiếp ha, tức là khi mà các bạn đi trên cái hành trình này rồi á, các bạn sẽ tìm được cái niềm mơ ước của mình, sẽ tìm được những cái giấc mơ từ trước đến giờ mình đã quên, mình đã đánh mất. Các bạn sẽ tìm thấy được cái crown chakra của mình, sẽ cân bằng lại cái vương miện, luân xa. Vương miện là luân xa khẳng định về lòng tin, về định vị, địa vị cá nhân, về định vị cá nhân mình, định vị bản thân mình, về tôi là ai, tôi đến đây để làm gì ha. Các bạn sẽ tìm được cái ikigai, cái mục đích sống của mình ha. Các bạn sẽ kết nối được với cái bản thể tốt nhất của chính bản thân mình trong tương lai, khi mà các bạn đặt một cái niềm tin đó vào, vào vũ trụ ha, các bạn sẽ được giúp đỡ rất là nhiều. Thì đó là một cái câu chuyện sau bức màn nhung tiếp theo. Cái câu chuyện nữa là cái tình huống các bạn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, giống như mình nói, những người bởi vì các bạn đã trải qua quá nhiều đau khổ, các bạn đã trải qua quá nhiều cái vấn đề trong cuộc sống, cho nên cái việc mà nhìn nhận người khác, nhìn cái cách nhìn người các bạn á, các bạn nhìn được là
ai như thế nào, là các bạn biết người ta muốn làm chiêu trò gì rồi. Các bạn ở đây mình thấy là cái độ tuổi các bạn nó không còn nhỏ nữa, có thể là anh chị luôn á, các anh chị đang xem trải bài của mình luôn á, có thể các anh chị đang đã như vậy rồi, cho nên cái việc mà khi mà đối diện với một người nào đó mà người ta khiến mình cảm thấy là cái người đó không tốt với mình, cái người đó người ta đang giở trò, đang chiêu trò với mình, thì các anh chị lại không kiềm chế được cảm xúc của mình ha, lại bùng nổ cảm xúc rất là nhiều, và từ cái việc đó nó dẫn đến là cái không hay á, tức là sao ta, cảm xúc của anh chị nó dễ bị dao động lên xuống ha, nó dễ bị tác động rất là nhiều, mà khi mà mình kiểm soát cái cảm xúc của mình không đúng nơi, không đúng chỗ thì nó sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng đến cái công việc của mình rất là nhiều. Có thể là từ trước đến nay mình làm việc mà thể mà không phải là ý mình cổ súy cho cái việc là nịnh bợ hoặc là lúc nào cũng vuốt đuôi hoặc lúc nào cũng vui vẻ, mình hoàn toàn không cổ súy cho cái điều đó. Mình là mình thôi, không nhất thiết là các anh chị phải đứng lên, phải vùng lên để chỉ vì một cái việc nó không hoàn toàn liên quan tới mình, nó không vì lợi ích của mình và nó cũng chẳng ảnh hưởng lợi ích của ai, chỉ là mình chỉ nhìn ra được là người ta không tốt thì mình lại nổi giận đi, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự nghiệp thành công của anh chị ha. Thì ở đây có một thông điệp nữa là muốn khuyên các anh chị là hãy kiểm soát, hãy tập cách kiểm soát cái cơn giận dữ sợ hãi của mình ha, nếu không thì sẽ có nhiều sự việc đáng tiếc về sau. Đồng thời là cũng phải có vấn đề quan tâm về sức khỏe một chút xíu. Mình thấy ở đây là có một số người bị đau lưng, bị ngồi nhiều, rất là ngồi rất là nhiều ha, hoặc là đứng rất là nhiều, cho nên là cơ thể không được hoạt động đúng cách. Mình quay trở lại nữa là cái vấn đề ở đây á, sau bức màn nhung có cái gì? Ok, mình sẽ lấy thêm cái bộ bài, tại vì nãy giờ mình rất 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 là muốn muốn lấy cái bộ bài này cho mọi người luôn, nhưng mà tại vì mình nghĩ là sẽ có một cái thông điệp tình yêu nào đó nó có ở đây ha, kết nối năng lượng với các bạn chọn tuổi thứ nhất. Tại vì hết chỗ rồi đó mọi người, cho nên là mình không có dám lấy thêm bài, nhưng mà mình khó chịu quá cả bắt buộc phải lấy thêm. Cái giống như là lúc nãy mình đã quay, mình quay bắt đầu mình quay trở lại với cái chủ đề người người tính ha. Cái chủ đề trời tính là xong rồi đó, chỉ bật mí cho mọi người nhiêu đó thôi đó, tức là tại vì vấn đề là mọi người cần phải hiểu được là mình có niềm tin trong cái hành trình của mình ha, mình phải đánh đổi, mình phải cá cược một chút ở đây, mình phải liều lĩnh một chút ở đây ha. Còn về cái vấn đề mà người 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 tính ở đây là gì, sau bức màn nhung ở đây là gì, là cái người mà các bạn đang quen á, cái người năng lượng nam á, các bạn đang quen á, có thể ở đây có một số người đang quen rất là nhiều năm, đã quen nhau rất là nhiều năm rồi, trải qua một cái giai đoạn dài hơi rồi ha, không phải là trên chắc trên 2 năm á, nhiều là nhiều hả, nhiều với mình là chắc trên 3 năm là nhiều á, nhiều với mình là như vậy ha, còn nếu như nhiều theo người bình thường thì 2 là số nhiều rồi đó, tính bằng năm chứ không phải là tính bằng tháng đổ lại đâu. Nhưng mà các mọi người vẫn chưa hề có, chưa có nhiều cái sự tin tưởng lẫn nhau ở đây. Mọi người vẫn giữ cái đề cao cái tôi bản thân mình nhiều quá ha. Tuy cái mối quan hệ này nó có rất là nhiều sự đam mê dành cho nhau, nhưng mà sự đam mê mãnh liệt dành cho nhau, nhưng mà cái việc mà ở bên cạnh người này á, trong quá khứ có thể là 2 người đã trải qua rất là nhiều chuyện gì đó rồi, và cũng nhắc kết nối chia tay on off nhiều lần rồi, và hiện tại cho nên là cái mối quan hệ nó trở nên mờ mịt với mọi người. Nhưng mà mình thấy cái người này, người ta đang dự định là sẽ quay trở lại với mọi người ha.
mong muốn mọi người hãy cho người ta một cơ hội nào đó để tiếp tục cuộc hành trình yêu đương với nhau, để tiếp tục phát triển mối quan hệ này lên một bước nữa ha. Hoặc là thậm chí một số người ở đây là sẽ có sự cầu hôn, ngỏ lời về sự cam kết lâu dài ở đây luôn ha. Thì mình thấy ở đây người đó đang dự định quay trở lại rồi. Nhưng mà mình cảm thấy các bạn ở đây á, kiểu vẫn chưa muốn á, tức là không hiểu nha, mình không hiểu cái quá khứ người này đã gây ra cho mọi người cái chuyện gì đó, cho nên là mọi người rất là ám ảnh, rất là sợ khi mà nghĩ về cái việc này, nghĩ nghĩ tới cái mối quan hệ này mà mọi người cảm thấy nó nặng nề luôn á, kiểu cảm thấy nói không ra lời luôn á, kiểu no comment không có muốn bàn tới kiểu như vậy, mọi người không có muốn bàn tới cái chuyện này nữa luôn thực sự. Nhưng người này, cái người này mình nghĩ là cái năng lượng trẻ hơn các bạn, hoặc là tuổi trẻ hơn ha, cho nên là các bạn rất là mệt mỏi, hoặc là cái cuộc sống của hai người khi mà gặp nhau á, cuộc sống của hai người hiện tại có thể nó đang gặp rất là nhiều áp lực, rất là nhiều gánh nặng ở trong cuộc sống, cho nên là để mà đi đến kết hôn với nhau á thì chắc cũng phải chờ thêm vài năm nữa thì các bạn mới tính tới, chứ các bạn không có muốn mà thời điểm bây giờ ha, cho nên là cũng có thể là từ cái việc này á, khiến cho giữa hai bạn nó xảy ra mâu thuẫn rất là nhiều. Mình nghĩ á, là trong cái việc này á, hai người nên có sự ngồi lại, nếu như các bạn muốn phát triển quan hệ tốt hơn thì hai người nên có sự ngồi lại để mà trò chuyện và nói rõ cái quan điểm của mình ra với đối phương nhiều hơn, cũng như là hiểu được là người ta đang cuộc sống này mình lấy 6 lá lận dữ ta giờ mới phát hiện ra lấy vừa một lá mà cũng sao đâu. Đó thì các bạn cần phải nói chuyện, phải hiểu nhau muốn cái gì để mà cái mối quan hệ này nó không có xảy ra việc on off nhiều lần như vậy không. Và mình cũng có lời khuyên luôn á, là vật chất không quyết định ý thức, nhưng nó là một cái để giúp chúng ta đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đắn đo hơn. Mình không cổ súy cho cái việc mà các bạn không có gì đi yêu nhau, đến với nhau, đến kết hôn và sinh con đẻ cái ha, mình không không hoàn toàn không đồng ý với cái việc đó, cũng như mình không hoàn toàn đồng ý với cái việc mà các bạn phụ thuộc quá nhiều vào vật chất để các bạn quên mất đi tình yêu thì cũng không được ha. Các bạn nên hiểu được là thì chúng ta cứ quen nhau, cứ bên cạnh nhau, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Cái việc kết hôn sinh con thì nó cái việc kết hôn nó cũng chỉ là một cái tờ giấy ràng buộc, rất ràng buộc chúng ta, cho nên chúng ta cứ việc ở bên cạnh nhau như vậy, để cả hai khi nào mà cảm thấy thoải mái nhất, để khi nào mà cả hai cảm thấy bản thân đủ để mình lo cho con cái sau này thì chúng ta hãy hãy bắt đầu thôi mọi người. Tại vì mình thấy cơm áo gạo tiền khi mà về chung với nhau nó sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống, không có phải chỉ cần yêu nhau là chúng ta có thể đến được với nhau nhiều đâu. Mình chỉ khuyên vậy thôi, còn việc tùy vào các bạn, tùy vào mọi người cần cần như thế nào thì mọi người tự tự quyết ha. Ở đây mình cũng sẽ lấy thêm một vài thông điệp để nhắn gửi đến mọi người ha, có thể là từ người đó, có thể là từ trải bài, hoặc cũng có thể là từ những cái spiritual guide của mọi người muốn gửi đến mọi người ha. Bất kỳ một thông điệp nào mình sẽ xin cỡ ba thăm, ba bốn thăm gì đó. Ok. Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it. Tình yêu cũng giống như là cơn gió vậy đó. Bạn không có nhìn được nó, không thể nhìn thấy, nhưng mà bạn có thể cảm nhận được. Giống như là cái chuyện tình cảm với người này có thể là bởi vì on off quá nhiều cho nên là mọi người không có cảm nhận được cái tình yêu rõ rệt từ cái người này, cho nên là
mọi người cảm thấy rất là nản trong cái việc này ha, nhưng mà cái tình yêu của người đó không có cách, nhưng mà các bạn vẫn có thể cảm nhận được ha, tuy là không có thể hiện bằng hành động, các bạn không nhìn thấy, nhưng mình nghĩ ở đâu đó các bạn vẫn cảm nhận được. Đồng thời ở trong cái riêng cái trải bài này, cái thông điệp này nó làm cho mình nghĩ tới cái việc là những cái như là vô hình, như là cơn gió, như là những cái sự sắp đặt từ ơn trên, hoặc là như cả những cái nguồn năng lượng khác, tuy các bạn không thể nhìn nhưng mình nghĩ ở đây các bạn vẫn có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng mạnh mẽ đó từ chính cái spiritual guide gửi đến mọi người ha. Và ở đâu đây mình cũng cảm nhận được một số bạn trong trải bài này đang có những cái bước tiến chuyển đầu tiên trong cái việc thức tỉnh tâm linh ha, bởi vì cái việc thức tỉnh tâm linh đầu tiên nó bị hơi bị khó khăn, hơi bị khó nhằn ha, cho nên mình hy vọng các bạn vững vàng và tin tưởng vào ơn trên thì mọi việc nó sẽ ổn thôi các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có lá How can you love another if you don't love yourself? Làm sao để bạn có thể yêu một người khác khi mà nếu như bạn không có yêu bản thân mình? Ở đây nó cũng giống như cái thông điệp mà pay attention to your health. Mọi người có thể sẽ hơi bị chưa biết cách yêu bản thân mình, chưa biết cách yêu thương bản thân mình đúng cách, chưa biết cách chăm sóc cơ thể vật lý mình đúng cách ha, chưa biết cách chăm sóc tinh thần của mình đúng đắn. Thì làm sao mà các bạn có thể hiểu, có thể nhìn thấy, có thể nhận biết được tình yêu của người khác, hay là các bạn yêu người khác một cách đúng đắn nhất ha? Các bạn cần phải hoặc là cái người đối phương các bạn, người ta bị một cái bài học về vấn đề yêu thương bản thân mình, cho nên người ta rất là khó để mà thể hiện tình yêu và yêu thương các bạn ha. Ở đây chúng ta có một cái thông điệp ở đây nữa là đúng luôn nè, limerence, trạng thái vô cùng mê đắm cuồng si một ai đó như là nghiện ngập phụ thuộc. Cái thông điệp này nó vừa dứt thì tới cái thông điệp này, đây là một cái diện reconciliation, tức là codependency, nhầm nhầm mọi người, codependency là mọi người đang bị phụ thuộc quá nhiều vào một việc gì đó, phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của đối phương. Người ta vui thì mình vui, người ta buồn thì mình buồn. Các bạn không có cái sự trân trọng bản thân mình đúng đắn ha, các bạn để cho cuộc đời mình, để cho một người khác quyết định cảm xúc của mình, một ngày khởi đầu của mình để phụ thuộc vào cái tin nhắn của người ta ha, thì bởi vì ở đây các bạn có một cái trạng thái vô cùng mê và cuồng một người nào đó, hoặc là một trong hai bạn đang có một cái sự nghiện ngập và chìm đắm vào một cái việc gì đó, nghiện ngập vào những thứ không tốt, hoặc là một số người nghiện ngập quá nhiều vào công việc, vào những cái đam mê sở thích mà bỏ bê đi đối phương của mình ha. Thì ở đây cũng nhắc nhở mọi người là nên hiểu được cái vấn đề và cần phải cân nhắc xem cái việc gì là quan trọng với cuộc sống mình để mà thoát ra khỏi cái sự phụ thuộc đó mọi người. Ồ, nó bay đâu chưa người ta? I don't want memories, I want you. Ấy, tôi không có muốn những kỷ niệm, tôi muốn bạn nè. Những người thích ngồi trong góc không phải do họ thiếu cảm giác an toàn, chỉ đơn giản là họ không muốn người khác chú ý. Ở đây cũng có thể là nhắc tới bạn, hãy cởi mở hơn, kiểu như hãy giống như là điều chỉnh cảm xúc hơn đó, giống như các bạn đã là người từng trải rồi, cho nên là cái việc mà các bạn nhìn nhận đánh giá một người nào đó, một môi trường nào đó rất là nhạy, cho nên từ cái việc đó và cộng với cái việc mà các bạn không có kiềm chế tốt cái cảm xúc, cái EQ của mình á, các bạn dễ bị lên xuống lắm, cho nên là các bạn thường rất là khó để mà hòa nhập vào một môi trường nào đó, rất là khó để hòa nhập vào một cái cộng đồng nào đó ha, cho nên cái việc mà các bạn đi đến thành công thực sự rất là khó. Ở đây có lẽ là một cái lời nhắn của Spiritual Guide gửi tới các bạn là các bạn hãy cần phải hiểu được không, người ta không có sống vì mình, không sống vì cảm xúc của mình, cho nên mình đừng có dùng cảm xúc của mình để trưng bày ra cho thiên hạ thấy ha. Cái việc mình kiểm soát được cảm xúc của mình là một cái việc rất là tốt, kiểm soát đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc với đúng người nha các bạn, chứ không phải lúc nào cũng cũng kiểm soát ha. Ok, mình nghĩ cái thông điệp ở đây
nó cũng không mấy rõ ràng nhìn cho các bạn chọn tuổi thứ nhất, nhưng mình nghĩ là đủ rồi, là đủ thông tin nhìn cho các bạn rồi. Hy vọng là có ích cho các bạn. Nếu câu chuyện các bạn có liên quan hoặc phù hợp thì hãy comment cho mình biết với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào các bạn chọn tổ thứ hai. Trong lúc chờ đợi thì mình đã lấy sẵn một số lá cho các bạn để đỡ mất thời gian ha. Chúng ta có regeneration, wow. Sự tái sinh. Chúng ta có beer, freeze, star, ring nữa nè, và snack. Chúng ta có box. You will receive a gift. Tree, a phrase with your family. Strong emotion, passionate love or hate. Fire. Scale. Keep your life in balance. Pretend. Temporary situation. Ok, chúng ta sẽ lấy thêm tarot ha. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tổ thứ hai. Với chủ đề sau bức màn nhung ở đây, các bạn sẽ nhận được những thông điệp nào? Okay. Tarot chúng ta có chín ly, The Devil. Cái lá này lá vẽ thêm nhưng mình vẫn muốn lấy, tại vì nó là một cái năng lượng rất là tổng hợp. Mình đã một lần mình giải rồi, mình đã hiểu nghĩa của nó rồi. Chín gậy và chết. Trời ơi, má ơi, nổi da gà luôn á. Tại vì á, ở bộ bài này á, mình tác giả có vẽ thêm bốn cái lá ở trong đây, và trong đó nó có cũng có một cái lá Jewet, Jewet, không biết đọc sao, không biết đọc, nhưng mà nói chung cái lá này mình cảm nhận nó giống như lá Death vậy đó, và nó là năng lượng tổng hợp của cả bốn lá trộn lại luôn, tức là ở đây chúng ta có một hai ba bốn và bốn lá, là tám lá các bạn, có tám lá tarot đó các bạn. Ok, chúng ta có crown chakra. Ủa cái gì vậy ta, các bạn từ một qua tuần thứ hai nghe luôn hả? Neutral, confront, listen and talk chakra. Ok, một câu chuyện dài hơi. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Sau bức màn nhung. Sau bức màn nhung hả? Thông điệp từ ơn trên, từ vũ trụ. Sau bức màn nhung có những cái dự định, những cái dự kiến, những cái thông điệp nào dành cho các bạn ha. Trước ha, mình chia ra là người tính và trời tính đi, tức là sau bức màn nhung đó là có sự tính toán của ông trời và cũng có sự tính toán của con người ha, thì mình sẽ chia ra, tại vì hiện trong tụ bài các bạn nó cũng có cái đó luôn, cho nên là mình sẽ đọc luôn hai cái năng lượng đó ha, thì câu chuyện của bạn khớp với cái năng lượng nào thì chúng ta lấy cái câu chuyện ha, không nên lấy hết cái những cái thông điệp ở đây ha. Thì đầu tiên á, các bạn sắp tới bắt đầu từ đâu nhỉ, phải nói từ đâu nhỉ?
Các bạn đừng có thấy nhìn thấy lá đét devil rồi nọ các bạn sợ ha. Thật sự thì trong bộ trong cái trải bài của các bạn nó có tới ba lá đét luôn á. Nhưng mà nó không hoàn toàn đáng sợ ha. Đối với mình á, cái lá đét là đá rất là đẹp. Cái lá đét á nó, các bạn chờ một chút xíu mình sẽ kiếm cái lá đét thứ ba cho mọi người xem cho nó rõ. Một lá này, các bạn chờ mình xíu nha. Đây nó đây, để mình lấy luôn hai lá kia ra cho. Rồi. Sướng nha, bài các bộ bài các bạn có tới 4 lá, à, có tới 8 8 lá ha. Mình sẽ sắp xếp đúng như vị trí của trái bài luôn. Rồi đây là lá đét thứ nhất, đây à, đây là lá đét thứ đất, đây là lá đét thứ hai và đây là lá đét thứ ba. Nếu như thường các bạn xem tarot quen á, có lẽ các bạn hơi sẽ rất là sợ với lại cái năng lượng của lá đét, bởi vì đó là ngay cả cái nghĩa tiếng Anh nó cũng đã là thấy ghê rồi đúng không? Nhưng mà đối với mình á, cái lá đét nó là một cái năng lượng rất là đẹp. Sắp tới có lẽ là sau bức màn nhung các bạn, nó sẽ là một cái sự sắp xếp, một cái sự tính toán nào đó từ ơn trên gửi đến các bạn qua hình thức những câu chuyện của loài người sắp xếp ha. Hy vọng là các bạn hiểu cái câu này mình mới nói. Nhìn rõ, chờ một xíu để mình cắm pin vô đã, quên nữa, hết pin nãy giờ. Nhìn 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 rõ lá bài này. Nhìn như một con phượng hoàng tái sinh như đống tro tàn ha, một mảnh đất của núi lửa nhung nham phun trào, nhưng cái sức sống của cái cây nó đã chết rụi rồi, nhưng mà từ ở trong cái thân của cái cây nó hoàn toàn không chết, nó bắt đầu mọc ra những cái lá non, nó bắt đầu đang đâm chồi ra. Hình như ở đâu đó có, hình như cách đây khoảng 2 năm là trùng với lại cái mùa mà dịch mà chúng ta trải qua, hình như có một cái sự kiện cháy rừng ở Úc hay ở đâu nè, thì nhìn những cái hình ảnh mà cánh rừng sau cái đợt đợt dịch đó đó, nó bắt đầu đâm cái chồi, đâm cái những cái chồi non đầu tiên ra, thì mình cảm giác nó một cái cảm giác nó khó tả khi mà nhìn thấy cái hình ảnh đó. Thì đây cũng là một trong những cái hình ảnh mà mình đang nhớ đến, một cái đất mảnh đất khô cằn và cháy rụi ha, một cái thân cây cháy rụi luôn, cháy mà cháy từ bên trong cháy ra luôn, nhưng cái sức sống của cây nó rất là mạnh mẽ. Thì cũng như các bạn vậy đó, sau cái sự kiện sắp tới, cái bức màn nhung sắp được vén lên á, thì các bạn sẽ có một cái sự kiện vô cùng đặc biệt diễn ra với các bạn ha. Ở đây có lá fire nữa nè. Năng lượng lửa rất là nhiều, một cái sự kiện rất vô cùng đặc biệt xảy ra với các bạn. Nó sẽ làm các bạn tái sinh hoàn toàn, nó sẽ làm các bạn hiểu được tận cùng của nỗi đau là gì. Để mình nói như vậy không có nghĩa là các bạn sẽ đau đớn nha, tức là các bạn sẽ hiểu được cảm giác đó để mà các bạn trân trọng cái tương lai các bạn. Và cái tương lai các bạn, mình nói trước luôn là nó rực rỡ và nó tỏa sáng hơn cái quá khứ, cái hiện tại của bạn rất là nhiều. Mình nói vậy không có nghĩa là để các bạn sống cho tương lai, mà để các bạn hãy tập trung vào cái hiện tại của các bạn một chút xíu ha. Đây, ba lá đét xuất hiện trong cùng một trải bài luôn. Một cái sự kiện diễn ra vô cùng đặc biệt. Sự kiện này mình chỉ có thể nói úp nói mở là như thế này. Có nhiều bạn nói giải bài rồi thì giải luôn đi,
bày đặt úp úp mở mở, nhưng mà các bạn thông cảm, tại vì có những chuyện á, nếu như các bạn theo dõi mình lâu là có một số trải bài ấy, mình đang nói rất là hăng, cái tự nhiên mình bị chóng mặt, tức là spiritual của mình không muốn nói, muốn cho mình nói nữa, và của các bạn cũng không nên nghe tiếp ha, tại vì nếu mình biết quá nhiều về tương lai thì nó sẽ không xảy ra, hoặc là sẽ xảy ra theo một cái chiều hướng khác. Thì mình sẽ nói úp mới mở là thế này. Cuộc sống các bạn trong cái bức, sau khi vén cái bức màn nhung nó lên, các bạn sẽ được nhận một món quà ha. Cái món quà đó có thể là món quà của cái sự tái sinh của Phượng Hoàng, hoặc là một cái món quà bằng vật chất, bằng hiện hữu, bằng hiện thực luôn. Cái món quà đó có thể là món quà đến từ sự sự nghiệp các bạn, sự thăng tiến trong công việc, sự thăng tiến trong tình cảm đôi lứa, cảm xúc ha, sự nói chung là các bạn sẽ được nhận quà bằng dưới bất kỳ hình thức nào ha, chắc chắn đó sẽ là một món quà cuộc sống các bạn sau khi vén bức màn nhung đó lên, thì đó là một món quà ha. Mình thấy năng lượng rõ nhất ở đây là năng lượng về tình cảm, và rõ thứ hai ở đây là về sự nghiệp, công việc. Sắp tới các bạn sẽ được che chở rất là nhiều, các bạn sẽ được nuôi dưỡng và bảo bọc rất là nhiều. Các bạn sẽ tỏa sáng dưới bầu trời của chính bản thân mình, các bạn sẽ tỏa sáng dưới những cái sự nghiệp của mình, những cái cuộc hôn nhân, những cái hạnh phúc của các bạn nó sẽ như mong đợi các bạn luôn. Nhưng bởi vì cái gì mà nó hoàn hảo quá, nó không phải là mình đang dùng từ sai rồi để mình nói lại. Nếu như bạn nào á đang sắp kết hôn á, thì mình nghĩ nó sẽ có một cái chuyện xảy ra như thế này. Sẽ có năng lượng của một người phụ nữ nào đó, người ta tham gia vào cái cuộc này ha, vào cái cuộc tình này ha. Và người ta khiến cho cái cuộc tình của các bạn nó trở nên xa cách, tan chia đàn xẻ nghé. Các bạn cảm giác như là có một số đây là các bạn đã có con rồi, và cái việc mà các bạn tan đàn xẻ nghé đó, các bạn sẽ không được gặp lại con của mình. Một cái câu chuyện nó rất là rõ đây luôn, cho nên là nếu bạn nào cảm thấy không phù hợp thì các bạn không nên nghe tiếp nữa ha. Thì mình đang suy nghĩ mình có nên nói tiếp không á các bạn. Thôi mình nói ha. Thì cái sự kiện này á, nó sẽ khiến cho các bạn đau khổ và buồn bã rất là nhiều. Có một ai đó đang không thật lòng ở trong mối quan hệ này với các bạn ha. Hoặc là chính các bạn không thật lòng với chính bản thân mình, hoặc là có một cái năng lượng thứ ba nó tác động vào câu chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa, gia đình các bạn, nó làm cho cái câu chuyện nó thay đổi ha. Những cái gì từ trước đến giờ người ta nhìn nhận, người ta đánh giá các bạn, người ngoài nhìn vào khi mà người ta chưa hiểu gì về cuộc sống các bạn, người ta cảm thấy sao cuộc sống các bạn viên mãn và hạnh phúc quá, sao cuộc sống các bạn nó tràn đầy và nó sinh trưởng mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu là ở trong cái câu chuyện đó cái chuyện gì đang xảy ra thôi ha. Cái cuộc sống các bạn nó mất năng lượng, nó đang mất cân bằng nghiêm trọng. Các bạn cần phải cân bằng lại cái năng lượng của bản thân mình. Mình cảm giác như trong cái quan hệ này một trong hai đang dường như sa đà quá nhiều vào những cái thú vui riêng bản thân mình, đang cảm thấy không có còn trân trọng những cái giá trị đúng đắn nữa, mà giờ sẽ cuộc sống sẽ dần sẽ đi theo những cái hướng tiêu cực nhiều hơn, và
Từ những cái chuyện đó thì chắc chắn khi mà cái năng lượng đó bị mất cân bằng á, thì chắc chắn vũ trụ sẽ tác động để cân bằng lại mọi chuyện ha. Đó thì và cái xấu cái việc này nó sẽ khiến cho các bạn dần trở nên phòng thủ với nhiều người xung quanh hơn, dần trở nên cảm giác bị đề phòng quá nhiều, và các bạn bắt đầu bước vào chân trước chân sau á, các bạn bắt đầu chớm bước vào cái hành trình lột xác của một con ngài biến thành bướm, một con bướm xinh đẹp nhất ha. Mình chỉ thể nói vậy thôi, mình không nói quá nhiều được tại vì mình thấy câu chuyện ở đây nó rõ lắm, nhưng mình không thể nói với các bạn được, không thể nói hết cho các bạn được, vì vì dù gì đây cũng là trải bày chung, cho nên á là cái việc mà nói ra nhiều như vậy á, vô tình các bạn sẽ nghĩ cái đó là thông điệp của chính các bạn, nhưng các bạn sẽ lấy hết, mình nghĩ nó rất là riêng. Thì sau mình sẽ nói là sau cái quá trình regeneration á, tức là sau khi mà cái sự kiện lột xác nó xảy ra thì mình nghĩ mọi chuyện nó sẽ không tệ như các bạn nghĩ đâu. Các bạn sẽ được gặp lại con cái, như các bạn có con hoặc là các bạn xa cách ha, các bạn sẽ được đoàn tụ lại. Chỉ khi nào các bạn thực sự lột xác, các bạn trở thành một con bướm, các bạn trở thành một con phượng hoàng sống lại ở dưới đống tro tàn ha, thì khi đó các bạn sẽ khai mở được rất là nhiều năng lượng luân xa của chính bản thân mình luôn. Các bạn ở tổ thứ hai này bắt đầu bước qua cái hành trình sắp sắp được nha, sắp được bước vào cái hành trình thức tỉnh tâm linh đầu tiên. Có thể nói các bạn được tổ thứ nhất là đã đang ở trong cái giai đoạn đó rồi, còn các bạn chuột tổ thứ hai là chưa, các bạn sắp được thôi, và sắp tới các bạn sẽ bắt đầu thay đổi con người mình rất là nhiều. Các bạn sẽ khai mở được thứ nhất là từ trước đến nay các bạn sẽ khai từ trước đến nay có thể là các bạn sẽ rất là ít khi mà khó nói chuyện và giao tiếp với mọi người xung quanh, nhưng mà sau cái sự kiện nó xảy ra các bạn dần hiểu các bạn muốn gì, các bạn sẽ dần được khai mở cái luân xa cổ họng của mình, đồng thời các bạn sẽ được khai mở cái luân xa vương miện, là cái luân xa cổ họng là về khả năng giao tiếp và ăn nói, cũng như là cái khai mở cái luân xa crown chakra là cái luân xa trên cùng, luân xa trên đỉnh đầu, luân xa vương miện ha, là luân xa của định vị bản thân ha. Giống như nãy mình nói, tại vì tụ một nó cũng có cái lá này và lá này. Các bạn sẽ nhìn thấy được bản thân của mình trong quá khứ đã phát triển như thế nào. Các bạn hiểu được cái sức mạnh của cái việc kết nối với chính cái inner side của mình, tức là cái con người bên trong của mình. Các bạn sẽ lắng nghe được cái tiếng nói từ nội tâm của mình. Trời, thật sự trong thời gian sắp tới các bạn, tại vì có những người á, cuộc đời của người ta nó bình ổn tới mức nó không có chuyện gì xảy ra luôn, không phải là do người ta may mắn đâu các bạn, đó là do linh hồn của người ta chọn lựa bài học xuống dưới đây là một bài học đơn giản và bình thường, hoặc cũng có thể là cuộc sống người ta chỉ là những người làm những công việc bình thường thôi. Người ta có sứ mệnh riêng của người ta và cái sứ mệnh đó là làm những công việc đơn giản. Còn bản thân các bạn là những cái linh hồn đã chọn lựa những bài học rất là khó nhằn khi bước xuống cái mặt đất này, khi bước xuống cái trạng thái con người này, thì các bạn phải đón nhận những cái bài học cực kỳ đau đớn, cực kỳ đắt giá nhất để phù hợp với cái năng lượng của con người sau này, để các bạn phát triển một cách tốt nhất và mạnh mẽ nhất để có thể làm xứng đáng với lại cái Ikigai mà linh hồn của mình đã lựa chọn. Ikigai là mục tiêu sống mà. Gọi là gì ta? Sứ mệnh. Cái sứ mệnh mà linh hồn của các bạn đã lựa chọn khi xuống dưới cái mặt đất này, nó là cái tự nhiên á, hồi nãy á, cái tụ một mình không có đeo vòng, cái tụ thứ hai á, tự nhiên mình ngồi mình rảnh quá cái mình lấy, lúc mà mình lấy bài cho các bạn rồi mình nghĩ mình cũng không nên lấy hết, mình sẽ chừa lại á, thì trong lúc thời gian chờ đợi thì mình có lấy cái vòng ngọc trai này mình đeo. Mình cảm thấy á, hình ảnh của các bạn chọn tụ thứ hai á, nó cũng như những con trai vậy đó, nó là những hình ảnh của những con vật phải chịu
qua những cái sự đau đớn tột cùng, để giống như là con trai khi mà nó tạo ra được một viên ngọc thì nó phải bị ngậm cát ha, từ từ những cái hạt cát đó nó bắt đầu nó tiết ra những cái chất ở trong cái con trai đó, nó sẽ làm, nó sẽ ngày ngày nó sẽ hình thành nên cái viên ngọc ở trong cái cơ thể đó. Và mình không biết là con trai đó lúc đó nó có đau đớn không, nhưng mà nếu mà theo cảm nhận của mình thì bản thân của mình khi mà bị một cái hạt cát nào mà dính vô người mình như thế nào đó thì chắc cũng sẽ rất là khó chịu. Cũng giống như ở đây những cái hình ảnh nó rất là liên kết với lại cái hình ảnh hồi nãy mình thấy, cái cây và ngọn lửa đốt bị đốt cháy, bị thiêu cháy đi hết ha. Đó, những cái hình ảnh bị cháy, bị mất cân bằng hết ha. Bị tác động để mà được cân bằng trở lại. Không phải mình đang suy nghĩ, mà mình đang suy nghĩ tới cái chuyện nữa mà mình chắc mình không dám nói đâu, tại vì cái chuyện này nó ảnh hưởng đến nhiều, một số người người ta lại đánh tráo tráo khái niệm, người ta lại nói mình xuyên tạc nữa thì không nên. Thì đó, mình đã nói là một cái gì đó nó đang bị mất cân bằng thì nó cần phải có một cái sự tác động. Nếu như các bạn không tự thay đổi thì vũ trụ sẽ tác động một cái lực khiến cho cái việc đó nó phải xảy ra để nó cân bằng mọi thứ trở lại năng lượng vũ trụ. Nếu như mà mọi thứ không cân bằng thì chắc chắn trái đất và cái hệ vũ trụ này sẽ gặp nguy hiểm ha. Đối với các bạn mình sẽ xin lời khuyên, bởi vì thông điệp nó rất rõ rồi, sau bức màn nhung này nó rất là rõ rồi. Thông điệp, lời khuyên dành cho các bạn trong thời gian sắp tới. Đang lấy nhiều lá quá. Codependency đó mọi người. Passion. Let your friends help you release your ex. Separation và you deserve love. Ok, mình sẽ lấy thêm vài ba bốn lá thông điệp từ bản thân mình ghi ra ha, gửi mọi người ha. Bất kỳ một thông điệp nào mình sẽ nhắm mắt chọn, ít thôi khoảng 3 thăm thôi. Trời ơi, nổi da gà mọi người ơi. Tại sao chúng lại có thể match với nhau được như vậy? Chúng ta giải cái lời khuyên trước cho mọi người. Các bạn hãy allow your heart, tức là chấp nhận cái cảm xúc của cái trái tim và linh hồn của mình ha, và hãy để chúng được tự do ca hát, hãy để chúng hãy một lần sống vì cái trái tim linh hồn của bạn. Suốt mấy chục năm cuộc đời mọi người đã sống vì cái tôi, đã sống vì những cái chuẩn mực đạo đức xã chuẩn mực của gia đình quy chụp, đã sống vì người khác quá là nhiều rồi. Đã đến lúc các bạn hãy chấp nhận cái điều mà trái tim các bạn mong muốn, chấp nhận cái điều mà linh hồn các bạn đang chọn để xuống cái trái đất này. Các bạn hãy chấp nhận chúng, hãy cho chúng cơ hội được thể hiện, được sống đúng là nó ha. Nếu các bạn có quá khó khăn trong cuộc sống thì hãy nhờ sự giúp đỡ, trợ giúp từ bạn bè, người thân của mình xung quanh ha. Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn, chẳng chỉ cần các bạn hãy mở mở lời và nói chuyện với họ, có thể là một ngày chia sẻ tâm sự với họ cũng là đó là sự giúp đỡ rồi. Đồng thời ở đây mình thấy là các bạn hãy giải phóng khỏi những cái năng lượng cũ, những cái năng lượng của người yêu cũ,
chồng cũ, vợ cũ, những cái năng lượng tiêu cực cũ ha. Đây là thời gian để mà clear toàn bộ cái năng lượng tiêu cực đó. Chúng ta hãy dành thời gian để thiền định, để mình nghĩ là các bạn sẽ được dẫn dắt để các bạn biết cần phải làm gì để release ha. Mình nghĩ các bạn trong tụ bài này sẽ được dẫn dắt thôi, cũng không cần đến mình phải nói quá nhiều đâu. Các bạn cần phải, nói chung là một số chuyện cũng cần phải cho nhau khoảng cách, cũng cần phải tạo những cái không gian riêng cho nhau, hoặc là cũng cần phải có những cái sự gián đoạn trong cuộc sống. Các bạn hãy chấp nhận những cái sự gián đoạn đó nha. Các bạn hãy chấp nhận những cái việc nó xảy ra không đúng như các bạn mong muốn nha. Thì khi đó thì các bạn nó sẽ được thoải mái hơn trong cái cách nhìn nhận, trong cái nhân sinh quan của các bạn, nó sẽ được đỡ bị cái tôi và cái trái tim các bạn nó đỡ bị giằng giày xé lẫn nhau ha. Và các bạn hãy luôn tin tưởng là các bạn xứng đáng được yêu thương ha, các bạn xứng đáng được chở che và bảo bọc ha. Từ nếu như các bạn cảm giác các bạn chỉ có một mình ở trên cái trái đất này thì các bạn đó là suy nghĩ sai lầm. Trên đầu, sau lưng và tất cả xung quanh các bạn đều đang có cái năng lượng yêu thương, chẳng qua là các bạn hãy đừng có, hãy mở cái rào chắn các bạn để các năng lượng ấy nó được đi vào ha. Các bạn đừng có khóa block cái năng lượng của mình lại. Và cái những cái spiritual guide các bạn muốn nhắn nhủ với các bạn là họ rất là yêu thương các bạn, những cái đấng bảo hộ các bạn muốn nhắn nhủ với các bạn rằng bạn rất là đáng yêu, bạn rất là dễ thương, bạn luôn xứng đáng được tình yêu thương từ họ. Ở đây Trúc Yên có ba lời nhắn nữa. Cái này trước. Và rồi những cảm xúc ấy sẽ qua đi, nó không sụp đổ cũng chẳng tan biến, nó đơn giản tiến bước như một đoàn tàu dừng lại ở một nhà ga miền quê nhỏ lẻ, dừng ở đó một chút rồi lại tiếp tục tiến bước khuất khỏi tầm mắt. Thật là cái này cũng không cần phải giải nghĩa gì quá nhiều luôn á mọi người. Ở đây nữa nè, ở đây nó mới ghê nè. Chúng ta luôn luôn lo sợ những việc có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta sợ bị mất việc làm, mất của cải, mất người thương. Vì thế chúng ta cố chờ đợi và hy vọng một dịp may mầu nhiệm, luôn luôn là một điều gì đó trong tương lai, để được sống đời như ý muốn. Chúng ta quên đi rằng sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Mình nói thật hồi nãy á, mình đang nói tới cái lá nào á mà mình ngưng, mình không nói nữa. Cái lúc mà mình nói là các bạn không nên bạn biết quá nhiều về tương lai á, là mình có nghĩ tới cái charm này. Cái charm này là mình đọc từ cái cuốn Lo Sợ của thầy Thích Thích Nhất Hạnh. Nếu như các bạn luôn nghĩ về tương lai thì tương lai nó luôn đi trước các bạn một ngày ha, các bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu. Cái câu văn này nó quá rõ rồi, mình cũng không cần phải giải thích gì thêm ra cho các bạn nữa ha. Kaizen, à đây là một cái từ của cái từ của người Nhật, nó cũng giống như cái từ Ikigai vậy đó. À, không phải, nó cũng cũng giống mà ý là nó cũng là một cái từ để cái triết lý sống đó. Thì Kaizen có nghĩa là thay đổi từng chút để trở nên tốt hơn. Triết lý Kaizen thể hiện tinh thần luôn phấn đấu không ngừng nghỉ của người Nhật trong cuộc sống cũng như trong công việc. Giống như là mình nói mọi người đó, mỗi mỗi ngày các bạn chỉ cần các bạn tốt hơn 1% là được. Các bạn hãy sống cho hiện tại chứ đừng có sống cho tương lai ha. Các bạn hãy chấp nhận cái việc xảy ra với bản thân mình, bởi vì tất cả đều là món quà gửi đến bạn. Và mình cảm thấy được á, trong cái các bạn á, cái con số chủ đạo các bạn á, nó lớn lắm. Nó có thể là từ số 6 trở lên á, 6, 7, 8, 9, 10, 11 á, 22, 4. Các bạn rất là già, linh hồn các bạn là những cái linh hồn già cỗi. Bởi vậy các bạn luôn chọn những cái bài học nặng đô cho mình khi mà bước xuống cái bước bước đến cái trái đất này ha.
bạn luôn luôn chọn cái những cái bài học mà khó nhằn nhất, bởi vì cái đó là chính chính là cái sứ mệnh các bạn. Chỉ khi các bạn được sống là chính mình, chỉ khi các bạn được làm là chính mình, thì các bạn mới có thể là bạn là mới có thể là sống một cách trọn vẹn, chứ không mà các bạn sẽ như, như là sống mà không có linh hồn, không có thần trí như vậy đó. Các bạn sống trong cái sự mộng du suốt cả cuộc đời thì các bạn không muốn mà. Đó, cái linh hồn các bạn muốn các bạn phải trải qua nhiều bài học để các bạn có thể tốt hơn mỗi ngày, để có thể xứng đáng và đón nhận những cái bài học mới đến với các bạn ha. Các bạn có một cái bài học rất là lớn, sắp thức tỉnh tâm linh rồi, hoặc là đang trong quá trình đầu của quá trình thức tỉnh tâm linh. Mình hy vọng các bạn luôn có một cái niềm tin mạnh mẽ và vững chãi vào chính cái bản thân mình, vào chính cái cuộc sống và cái sứ mệnh của bản thân mình, phát triển ngày một tốt hơn ha. Hy vọng là thông điệp này sẽ có ích cho các bạn. Nếu câu chuyện các bạn có liên quan, hãy comment cho mình biết với nha, để mình say hi với các bạn có cái năng lượng vô cùng đẹp đẽ này ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào các bạn, chào tuần thứ ba. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trải bài. Hồi nãy giờ là tụ một tụ hai là mang thông điệp phát triển khá là nhiều. Mình sẽ xem tụ ba là cái gì ha. Đây là lá bài các bạn chọn chặn ha. Chủ đề là sau bức màn nhung ha. Thì sau bức màn nhung là cái gì đang đón chờ bạn? Ơn trên đang sắp xếp một cái sự việc với các bạn, hay là những người nào đang làm việc đằng sau lưng bạn mà không biết bất kỳ một thông điệp nào đó ra. Hy vọng các bạn đón nhận một cách cởi mở, có chọn lọc cái thông điệp cùng với câu chuyện của mình ha. Mà mừng quá. Blessings, phước lành, mừng. Chúng ta nên nên mở bài luôn hay là nên lấy tiếp ta? Thôi lấy bài luôn ha, cho nhanh. Kết nối thông điệp với các bạn chọn tụ thứ ba. Với chủ đề sau bức màn nhung thì các bạn sẽ đón chờ những thông điệp gì đây? Một phước lành đang sắp đến các bạn. Sau khi vén bức màn nhung ấy lên thì các bạn sẽ có một phước lành mang đến. Ok, chúng ta có bowl, plenty of material things. Wow. Cat, a two-faced fan. Sprayer, spear. Put edge over what you no longer have. Shock. Take care of there will be a loss of material wealth. And broken bride. U là trời, các bạn chờ mình xíu nha. Mình sẽ xếp vô outcome to problem. Một con kiến ba khoang, một con kiến ba khoang. Ok, chúng ta có Sun, Stars, Cider. Trời ơi, hồi nãy mình xài cái bộ bài này, tự nhiên mình nghĩ tới cái lá Cider, cái nó ra đó mọi người. Thấy ghê quá à. Fish, the person. Sau đó chúng ta có Table, 10 kiếm không xem ngược nha. Ace one, death và the heritage. Torchakra, love abounds,
Alone and solar plexus chakra. Solar plexus chakra. Cái tụ bài các bạn á nó đỡ hơn tụ bài thứ hai. Cái tụ bài thứ hai là hơi bị mệt óc mệt đầu luôn á. Để mình sắp xếp câu chữ lại để mình nói với bạn không. Trong cuộc sống các bạn hiện tại, không không phải nói sao ta, ý là với chủ đề là sau bức màn nhung thì không biết là các bạn biết hay chưa hay là khi nào ha, thì mình sẽ nói như thế này. Trong cuộc sống các bạn á, những cái mối quan hệ gần gần với các bạn, những mối quan hệ mà sao ta, không phải là thân mà kiểu như là cũng không phải là xã giao, mà là kiểu những mối quan hệ mà gần gần các bạn, mà các họ có biết về chuyện của bạn, hoặc là các bạn cũng có trao đổi, nói chung là bạn cũng kiểu không phải là thân quá mà cũng không phải là kiểu xã giao đó, thì ở trong cái mối quan hệ đó sẽ có một vài người bạn, một hoặc là hai người bạn, hoặc là vài đi, sẽ đối xử với các bạn không có, tức là rất là hai mặt á, nói thẳng là như vậy. Tức là có thể là các bạn thấy người ta tốt, thấy họ tốt, nhưng mà đằng sau lưng thì họ lại không tốt lắm đó. Sau bức màn nhung ha. Rồi những cái sau bức màn nhung nó sẽ có vài sự việc nó khiến cho các bạn không được như mong muốn, không được như ý, do tác động của những người xung quanh, hoặc là những cái người giống như hồi nãy mình nói với các bạn đó, họ sẽ làm cho cuộc sống của các bạn nó có nhiều trục trặc và có nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống ha. Các bạn cũng có thể là sẽ cảm giác giống như là mình, tại sao mình chơi với người ta nhiều như vậy, mà tại sao tốt nhiều như vậy, mà tại sao người ta lại không tốt với mình. Hồi xưa mình cũng đã từng 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 đặt câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà các bạn ơi, mình sau này mình mới hiểu ra được ha, là không phải là mình tốt với người ta là mình bắt người ta phải tốt lại với mình, tại vì cái đó là quan điểm và cách sống của mỗi người. Mình chọn cách sống tốt bụng hiền lành, nhưng người ta đâu có chọn cách sống đó, và mình cũng đâu có quyền gì phải yêu cầu người ta phải sống theo cái cách sống mình muốn đâu, đúng không mọi người? Tại vì nếu như mà ai cũng tốt thì nó đâu còn là cái xã hội, đâu còn là những cái vấn đề nhức nhối mà cần phải bàn tán mỗi ngày đâu, đúng không? Cho nên á, là sau khi mình hiểu được vấn đề đó rồi á, thì mình cũng biết được cách hạn chế và thu hẹp cái những cái mối quan hệ không tốt ấy lại, mình không có giao tiếp nhiều với họ nữa là ok, mình bảo toàn cái năng lượng của mình là ok ha. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn biết, mình nghĩ là các bạn biết những cái người đó không tốt, nhưng mà các bạn vẫn cố tình chơi, vẫn cố tình giao du ha. Tại vì á, cái năng lượng của các bạn á, nó rất là tỏa sáng, và khi mà chơi với các bạn á, có thể là họ sẽ được tỏa sáng ké, tỏa sáng cùng, có thể là họ sẽ kiểu như ở đây là cái năng lượng của mặt trăng, có lộn, mặt của star và mặt trời, thì các bạn biết rồi, mặt trời là to nhất trong cái hệ mặt trời, thì cái ánh sáng của mặt trời á, những cái vì sao á, nó được cái sự phản xạ ánh sáng từ mặt trời cho nên nó mới sáng, thì nhờ chơi với các bạn cho nên là họ mới được sáng ké, sáng nhờ. Thì tại vì vốn dĩ những cái ngôi sao nó đã có những cái nét đẹp riêng của nó rồi, không nhất thiết mà ngôi sao nào hiểu thì nó chấp nhận, còn ngôi sao nào không hiểu thì
nó cũng đâu có làm gì được mặt trời đúng không? Thì ý mình nói với các bạn là như vậy. Cái việc của các bạn là hãy cứ tỏa sáng đi, còn ai muốn nói cái gì, ai muốn làm gì các bạn thì các bạn mặc kệ, các bạn hãy cứ đi theo cái con đường hành trình tình yêu và ánh sáng là con đường đúng đắn của bản thân mình ha. Thì mình thấy những cái phước lành, những cái ban ơn, những cái may mắn nó sẽ đến với các bạn. Có một số mối quan hệ chúng ta cần cắt đứt, chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa cái việc là làm ăn là ra làm ăn, đồng nghiệp là ra ra đồng nghiệp, người thân là ra người thân. Chúng ta không nên trộn lẫn hoặc là hòa lẫn những cái khái niệm đó lại với nhau, như là người thân thì thường thường chúng ta đừng có làm ăn chung. Mình khuyên thật, người thân bạn bè chúng ta hạn chế làm ăn chung, như vậy nó sẽ rất là nhiều vấn đề xảy ra, và khó có thể giữ được một trong hai là tiền bạc hoặc là bạn thân ha. Như là hai người bạn thân hoặc là hai người yêu làm việc với nhau đi, thì cùng nhau phát triển lên một cái dự định nào đó là điều ok, là điều tốt. Nhưng mà một khi cái chỗ đó nó đã phát triển rồi, nó đã phát triển là thành một cái quy chuẩn đủ rồi á, thì lúc đó một trong hai nên ok chấp nhận để toàn quyền cho người kia quản lý, và mình chỉ đi đối ngoại, mình đi ngoại giao là ok rồi, đừng có can thiệp vào bất kỳ một cái gì ở trong cái nội bộ đó, tại vì nó rất là phức tạp, rất là rắc rối. Mình hãy đủ tin tưởng mình giao cho người kia đó. Và những cái quan hệ nào không xứng đáng thì hãy cắt đứt đi ha, hãy cắt gọn đi, đừng 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 dây dưa gì với họ nữa hết, tại vì cơ bản là mất thời gian không được gì. Mình hãy dành thời gian đó để chăm sóc bản thân, chăm sóc người yêu thương của mình, chăm sóc những cái mối quan hệ, phát triển những mối quan hệ cần cần cái sự phát triển hơn là đi tốn mất thời gian vào những cái mối quan hệ đó. Mỗi người chúng ta ai cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày thôi, mất thời gian vào những người đó bực tức để làm cái gì đúng không mọi người? Ở đây cũng có một cái lời khuyên á, là các bạn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Đúng rồi, mình thấy vấn đề giữ gìn sức khỏe ở đây rất là nhiều. Sau bức màn nhung của các bạn thì nói chung á là đằng trước sân khấu là ánh sáng, thì đằng sau sân khấu là sau ánh hào quang. Các bạn tỏa sáng như những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, các bạn tỏa sáng nói chung là trên sân khấu là một diễn, một vở kịch, diễn một màn kịch. Ai đều nắm một cái vai trò nhất định trong cái vở kịch đó. Thì khi mà đi ra đằng sau cánh gà, đi mà đằng sau sân khấu, đằng sau bức màn, thì ai là người như thế nào là chuyện của họ. Giống như nãy giờ mình nói, và mình thấy xung quanh các bạn đó, nó có khá nhiều mối liên kết, mối quan hệ nó không có được lành mạnh lắm, nó không có được tốt đẹp lắm. Và có thể là sắp tới thì có thể là các bạn sẽ có được một số cái, nhận ra được một số vấn đề, và các bạn buộc phải kết thúc nó. Mặc dù á, những cái chuyện đó khi mà các bạn kết thúc, các bạn rất là khó khăn và các bạn rất là buồn bã, đau đớn. Các bạn cảm thấy như là mình đã đầu tư rất nhiều, hoặc là mình đã cho đi rất nhiều, hoặc là các bạn cảm thấy tiếc nuối rất là nhiều khi mà phải kết thúc. Nhưng mà mình nghĩ trước sau gì các bạn cũng cần nên kết thúc cái việc đó ha. Các bạn, những cái người người ta đến các bạn chỉ cần chỉ vì lợi dụng các bạn, thì các bạn cũng không nên dây dưa quá nhiều, bởi vì mình giống như nãy mình nói, mình không thể giúp đỡ hết tất cả mọi người được, tại vì người thân của mình, những cái người xứng đáng cần mình giúp đỡ, người ta đang chờ mình, mà mình cứ mất thời gian vào những cái người mà không xứng đáng. Mình cũng không phải là thần thánh, mình cũng không phải là những bậc vĩ nhân, mình không thể làm toàn vẹn ý được ha. Cho nên là mọi người hãy cân nhắc cái việc mà mọi người giúp đỡ những người xung quanh, kết nối với những người xung quanh. Chúng ta cần phải kết thúc những cái việc chúng ta cần phải kết thúc ha.
mấy cái lá slider ở trên và lá A1 ở dưới thì mình thấy là sắp tới thì các bạn buộc phải hành động, sẽ có một cái chuyện gì đó xảy ra, sẽ để xảy đến với các bạn ha, và nó làm cho các bạn phải thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cách sống rất là nhiều. Các bạn sẽ hiểu ra được những gì mình nói ngày hôm nay. Có thể ngay lúc này các bạn nghe trải bài các bạn vẫn chưa hiểu cái gì, nhưng khi mà cái bức màn nhung nó vén lên rồi thì các bạn nghĩ lại cái trải bài ngày hôm nay, các bạn sẽ hiểu được là mình đang muốn nói gì với các bạn ha. Có thể sẽ chết trong lòng một ít, nhưng từ những cái việc đó thì các bạn vẫn sẽ phát triển nhiều hơn. Giống như hồi nãy mình nói với các bạn, chọn thứ hai là một con trai nó cần ra ngọc thì nó phải ngậm cát và nó phải xót, rất là xót để mà nó tiết ra những cái chất để mà nó làm nên một cái viên ngọc trai. Cũng giống như là những cái cây nó có một cái sức sống mạnh mẽ, nó vươn lên, một bông hoa thì khi mà gặp lửa thì sẽ bị héo úa, tàn lụi và không thể sinh sôi nảy nở được. Nhưng một cái cây nó có một cái bộ rễ rất là chắc chắn, cho dù có một cái trận hỏa hoạn xảy ra, nó vẫn vươn cao mình mạnh mẽ và sống ở trong cái môi trường đó, phát triển rất là mạnh mẽ ha. Mình thấy các bạn ở đây có một cái sức sống mãnh liệt cũng giống như các bạn chọn tuổi thứ hai vậy đó, nhưng mà chưa đến cái nỗi mà phải trải qua quá nhiều chuyện như các bạn chọn tuổi thứ hai đâu. Sắp tới mình thấy sau cái sự việc nó xảy ra thì các bạn từ một con người sống outside mình không biết là sống outside là sống sao đó ta, không phải là sống bên bên ngoài mà là sống kiểu ngoại, hướng ngoại, về một con người hướng ngoại, các bạn sẽ hiểu ra được cái vấn đề của sau bức màn nhung, và các bạn sẽ lui về, các bạn nhìn sâu vào bên trong mình, các bạn có một cái sự nhận thức về bản thân mình, các bạn sẽ có sự soi chiếu lại bản thân mình, các bạn có một cái sự, có thể gọi là các bạn sẽ có một cái nhen nhen nhóm nào đó của cái việc mà thức tỉnh tâm linh ha, hoặc là cái việc này nó các bạn đã thức tỉnh tâm linh đợt một rồi, được, và đây có thể là lần tiếp theo của việc thức tỉnh tâm linh các bạn, cho nên các bạn đón nhận cái việc đó nó bằng một cái con mắt rất là nhẹ, rất là thoải mái hơn các bạn chọn tuổi thứ hai hoặc các bạn chọn tuổi thứ nhất ha. Các bạn có một cái nhìn về cái việc đó, tức là trong mỗi chúng ta không phải là chỉ thức tỉnh một lần là xong. Mình không hiểu tại sao cái trải bài ngày hôm nay lại liên quan quá nhiều tới cái việc thức tỉnh tâm linh như vậy. Tại vì trước khi làm trải bài mình chỉ lấy cái chủ đề ở trên một cái quyển truyện thôi, nhưng mà chắc là vô tình và cố tình mình nhận được cái thông điệp đó, một cái thông điệp và thức sự thức tỉnh ha. Cái hành trình các bạn có thể ở đây, các bạn đã trải qua, mình nghĩ các bạn đã trải qua rồi, đã trải qua cái sự thức tỉnh tâm linh lần một rồi, các bạn đã hiểu nó đau khổ, đã hiểu nó đớn đau, đã hiểu nó vật vã nó cỡ nào rồi, hoặc và các lần này là lần tiếp theo của các bạn ha, lần này lần tiếp theo nó nhẹ nhàng và nó thoải mái hơn, các bạn đón nhận cái bài học nó một cách cởi mở và không quá gọi là drama cái bài học đó lên. Cũng có thể đây là lần thức tỉnh tâm linh đầu tiên của các bạn, nhưng nó khá nhẹ nhàng, tại vì không phải lần thức tỉnh tâm linh đầu tiên nào cũng nặng nề cũng đau đớn cả. Có một số người, người ta cái sự thức tỉnh nó đến với ta một người ta một cách rất là tự nhiên và rất là thoải mái ha. Thì mình nghĩ đây là sắp tới cái sự kiện sau bức màn nhung nó vén lên cho các bạn, nó sẽ là một cái điều gì đó đáng để mong chờ ha. Kết thúc của lá tarot nó ra lá hybrid, tức là vẫn còn rất là nhiều điều ẩn giấu phía sau bức màn đó, và cái người vén màn lên không phải là tarot reader, là mình, cũng không phải là những tarot reader khác để mà các bạn đi tìm hiểu, mà là chính các bạn là người cần phải vén cái bức màn nó lên chứ không phải là ai khác cả. Và bài kết thúc với một thông điệp ngắn gọn như vậy thôi ha, không hé mở gì nhiều hết, và chung quy của trải bài là một cái sự phước lành, một cái phước lành ban đến cho các bạn.
mình thấy là sau cái sự thức tỉnh này, có thể là hoặc là sau khi mà vén cái bức màn nhung này lên, sau khi mà cái sự kiện đó xảy ra, thì cái luân xa của các bạn nó sẽ được khai mở nhiều hơn và nó sẽ được kích hoạt nhiều hơn ở cái luân xa số 5 và luân xa số 3, là luân xa của họng và luân xa của sự sáng tạo ha. Các bạn sẽ bay bổng, sẽ cởi mở hơn rất là nhiều. Mình thấy rất là nhiều màu vàng ở đây. Có thể các bạn làm những cái công việc liên quan đến họa sĩ, nghệ sĩ, hoặc là người công chúng, hoặc là KOL, hoặc là những cái người truyền năng lượng tích cực, hoặc là influencer, diễn thuyết, diễn giả ha. Các bạn sẽ được kích hoạt cái năng lượng số 3 cực kỳ nhiều. Các bạn sẽ làm việc giống như là công việc, các bạn sẽ liên quan đến nói chuyện nhiều nè, truyền truyền tải cảm hứng nhiều, là các bạn sẽ được sáng tạo hơn, các bạn sẽ được khai mở nhiều hơn ở trên cái sau khi cái hành trình này kết thúc. Không phải là kết thúc mà là sau khi trải qua cái hành trình này ha, các bạn sẽ hiểu được cái tình yêu thương, cái giá trị của cái tình yêu là cái gì. Mặc dù ở trên cái hành trình đó, tại vì các bạn tỏa sáng mà mặt trời nó luôn alone, mà các bạn mặt trời nó luôn một mình, mà tại vì rất là khó để ai tiếp đến gần với các bạn. Nếu các bạn đã chọn vị trí, nếu các bạn muốn mình là mặt trời thì các bạn cần phải chịu đựng sự cô đơn ha. Còn nếu các bạn chỉ muốn mình tỏa sáng bình thường thì các bạn hoàn toàn có thể được chọn lựa là những vì sao, các bạn vẫn tỏa sáng mà, đó là quyền lựa chọn của các bạn ha. Cho nên các bạn cần hiểu được cái vấn đề ở đây là cái việc mà các bạn ngồi trên một cái vị trí mà không ai ngồi được, thì các bạn phải trải qua những cái trạng thái cảm xúc mà khó ai có thể trải qua được ha. Cũng như là các bạn ở một cái vị trí nó độc lập và nó phát triển, nó tỏa sáng như mặt trời, thì rất là khó để mà có những người xung quanh các bạn. Các bạn, cái đó chỉ là cái feeling của các bạn thôi, cái đó là chỉ là cái cảm giác, các alone của các bạn thôi, chứ thật sự á, chúng ta vẫn vẫn ở trên cái hành trình của chúng ta, các chúng ta vẫn được sự bảo hộ từ các ơn trên, từ các thiên thần, từ các thiên sứ, từ các đấng bảo hộ, từ mọi người rất là nhiều. Thậm chí những người xung quanh bạn vẫn luôn soi sáng và bảo vệ các bạn mỗi khi các bạn gặp khó khăn, mà chỉ cần các bạn chia sẻ ra là sẽ có người giúp đỡ các bạn. Mình thấy ở đây có năng lượng của The Hermit nên nhìn cái bức hình này nãy giờ mình thấy có năng lượng của The Hermit rất là nhiều. Mặc dù cái lá này nó không giống Hermit lắm. The Hermit, các bạn sẽ có tìm được sự thông thái từ chính sâu bên trong cái bản thân của các bạn sẽ hiểu được bản thân mình sẽ phát triển theo hướng nào, các bạn sẽ, nói chung là các bạn sẽ tỏa sáng và phát triển rất là nhiều, bởi vì cái đó là cái phước lành sắp đến với các bạn sau khi bức màn nhung được vén lên ha. Ok, mình nghĩ đây là một trải bài khá là vui đó, chứ không có gì gọi là đáng sợ hay đáng buồn hay đâu. Rất là đáng mong chờ, để mà đáng học hỏi. Tại vì mình nghĩ các bạn cũng đã đủ bản lĩnh và đủ đủ kiến thức để mà bước tiếp cái hành trình này rồi. Có thể các bạn cũng làm những cái tarot reader giống mình vào xem trải bài luôn. Ok, xin chào các bạn ha. Nếu câu chuyện các bạn có liên quan thì hãy comment cho mình biết với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào các bạn chọn tụ cuối, tụ thứ tư. Mình trong lúc mình chờ đợi video upload lên máy thì mình có lấy bài cho các bạn luôn. Mở đỡ tiết kiệm thời gian, các bạn chờ ha. Ok, lá số 2, Yin, năng lượng nữ tính. Mới lá này thì mình cảm giác như sau bức màn nhung hả? Mình thấy cái này cũng giống như sau bức màn lắm luôn mọi người. Thì có thể các bạn sẽ có một cái sự kiện nào đó hoặc một cái việc nào đó sẽ khiến các bạn
tìm lại được về với bản tính nữ thiêng liêng của bản thân mình. Các bạn cho dù là nam, là men chính gốc chính hiệu, nhưng chúng ta vẫn rất là cần cái tính nữ thiêng liêng này ha mọi người. Vì cái bản tính nữ nó sẽ khiến chúng ta bớt đi cái sự độc hại nam tính, cái sự nam tính độc hại, cũng như là cái sự kiểm soát quá mức hoặc là không biết chăm sóc. Nói chung là cơ bản là bản thân chúng ta đều có sự kết hợp giữa yin với yang ha. Thì có thể là các bạn là nữ nên không giải bài, thì cái năng lượng hiện tại của các bạn nó mang năng lượng nam khá là nhiều, cho nên là sắp tới, thời gian sắp tới thì mình nghĩ là mình thấy là các bạn sẽ tìm về được với các bạn tính nữ thiêng liêng của mình, các bạn sẽ có cơ hội được thấu hiểu và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn ha. Chúng ta đến với tip trước, lại là Kate và Two Face Man. Man, well, shark, but carried, but only is the physical or mental. Chúng ta có clothes, garden, crush, child, a tower. Ta đến với tarot. Tụ tụ nào cũng ra 10 kiếm vậy ta. Hôm nay 4 tụ. 8 kiếm. Nine Pentacles. Trời, hồi nãy mình nói là bản tính nữ thiêng liêng, mình đã nghĩ trong đầu là sẽ từ King cấp chuyển qua Nine Queen cấp. Nhưng không, các bạn sẽ từ Nine Pentacles qua Queen cấp. Trực giác mình cũng đúng một phần. Mở luôn ha. Sadness and isolation. Trời, nổi da gà. Dissipate effort. Third eye chakra, thấy chưa? Nổi da gà thật sự luôn á. Healing begins. Playfulness, express your love. Deception và hai lá lời khuyên là let go of control issue và lim honeymoon. Trời, honeymoon mà nãy mình mém đọc là lemon đó mọi người. Hai lá lời khuyên tạm để đây đi. Còn ba lá này để đây. Sau bức màn nhung, thứ nhất, cuộc sống các bạn nó dường như chưa bao giờ là rõ ràng với các bạn. Cuộc sống của các bạn chọn từ thứ tư á, lúc nào nó cũng ở đây sương khói mờ nhân ảnh hết á, lúc nào nó cũng chập chờn, nó đầy sương đầy khói hả. Các bạn kiểu, tại vì á, khi mà các bạn rời xa cái tính nữ thiêng liêng của mình, các bạn sẽ rất là khó để mà cảm nhận được cái trực giác của các bạn, nó sẽ bị kiểu, nó sẽ bị gọi là sao ta, bị lu mờ, sẽ bị che mờ ha. Các bạn sẽ bị không nhận ra được một số chuyện mà cái tính nữ nó giúp các bạn nhận ra ha. Thì ở đây á, mình thấy cuộc sống của các bạn nó có rất là nhiều sự lo nghĩ, nó có quá nhiều cái gánh nặng, cái áp lực nó trên vai các bạn, nó buộc các bạn phải xa rời cái bản tính nữ của mình, nó buộc các bạn phải kiên cường mạnh mẽ. Phụ nữ thì như đàn ông và đàn ông thì càng phải mạnh mẽ hơn nữa ha. Hoặc là cái quy chuẩn từ ngày xưa đến giờ trong cái môi trường sống các bạn là đàn ông là phải mạnh mẽ, không được khóc, phải là trụ cột, phải là phải vững vàng, phải nói chung là
đàn ông là một cái khúc gỗ chỉ có biết vươn cao lên và tỏa che nắng cho mọi người thôi nha. Có thể là cái quy chuẩn từ xưa đến giờ mọi người áp đặt lên bạn là như vậy, nhưng mà không, đàn ông cũng là một sinh vật có nước mắt, là một sinh vật có tuyến lệ ha. Đàn ông cũng biết khóc, cũng cần phải khóc, cũng cần phải chia sẻ ha. Đàn ông cũng cũng cần phải có một cái gọi là sự chăm sóc bản thân mình, cũng cần phải có một cái chỗ dựa khi mà mỏi mệt, khi mà yếu đuối ha. Đàn ông cũng là con người ha mọi người. Thì tại vì nhờ từ, hoặc là phụ nữ cũng vậy, cái môi trường sống của các bạn nó tạo cho các bạn trở thành một con người cứng cỏi và khô cằn. Các bạn rời xa cái bản tính đồ của mình quá lâu, các bạn đã bao lâu rồi các bạn không trang điểm theo cách mình thích, đã bao lâu rồi các bạn không mặc những cái bộ quần áo thoải mái nhất mà mình thích, đã bao lâu rồi các bạn không được tựa vào vai ai đó mà khóc thật to chỉ vì các bạn yếu đuối, chỉ vì các bạn nói các bạn mệt mỏi, đã bao lâu rồi các bạn luôn là cái chỗ dựa cho người khác ha. Các bạn ở đây mình thấy các bạn rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường trong cuộc sống của các bạn, cho nên từ cái việc mà các bạn xa rời cái gen, xa rồi cái tính nữ của mình, khiến cho cái năng lượng của ở trong chính bản thân các bạn nó bị mất cân bằng ha. Tính 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 các bạn luôn suy nghĩ rất là nhiều, các bạn luôn phải trói mình vào rất là nhiều cái trách nhiệm. Các bạn muốn đi đến những cái ước mơ, những cái đam mê của mình, nhưng các bạn không không phải là các bạn không biết làm sao, mà các bạn luôn cảm thấy sao mà nó chậm quá, sao mà là đợi đến khi nào mà chúng ta mới có thể, mới khi nào mà bản thân mình mới có thể đi đến được cái nơi đó. Thì các bạn luôn khao khát được đi trên cái hành trình của mình, cho dù cái hành trình đó như mọi người đánh giá nó là một cái hành trình rất là khó khăn, là một cái con đường chưa ai đi, một cái công việc chưa ai làm, một cái sự việc nó rất là mới. Có thể là các bạn muốn là người dẫn đầu, là người cách tân trong mọi vấn đề, nhưng cái trách nhiệm mà hiện tại các bạn cần phải gồng gánh, những cái trói buộc, những cái niềm tin từ xưa đến giờ bạn quy chụp lên con người bạn, bạn rất khó để mà đi đến cái ước mơ, cái hoài bão, cái đam mê của chính bản thân mình ha. Thì sau cái bức màn nhung là gì? Sự kiện gì đang chờ đợi bạn sau đó? Thì khi sắp tới mình sẽ thấy các bạn có một cái sự nhận thức, các bạn sẽ được kết nối rất là nhiều, kết nối với các bạn sẽ có một cái quá trình gọi là quá trình healing, quá trình chữa lành ha. Các bạn sẽ tự cái việc healing á, các bạn sẽ tự biết cách là các bạn để các bạn làm. Và có thể một số bạn ở đây á, sẽ quay trở về với cái đạo gốc của mình ha, cái đạo mà từ trước đến giờ mình bỏ. Mình đã sống vô thần quá lâu rồi, thì có thể sắp tới các bạn sẽ tìm đến cái hành trình trở về với cái tôn giáo của chính bản thân mình. Và khi đó các bạn sẽ có những cái sự khai mở, những cái sự chữa lành, sẽ được những cái vị thần bảo hộ và dẫn dắt các bạn đi trên cái hành trình của mình. Sẽ có những cái sự khởi đầu mới, những cái sự khởi đầu cực kỳ tốt đẹp và mới mẻ ha. Cái lá chai ở trên và lá the full nó dưới nó rất là khớp với nhau luôn, nó rất là khớp cái vị trí với nhau luôn. Tức là ở đây các bạn muốn sớm hơn cũng không được, mà các bạn muốn trễ hơn cũng không được. Những cái sự việc, những cái kịch bản từ ơn trên nó đã được viết ra, ấn định là đúng cái khúc đó phải ra, phải bước ra sân khấu, phải diễn cái cảnh đó rồi, nên là các bạn không muốn thay đổi cũng không được ha. Và khi các bạn tìm về được với cái bản tính nữ thiêng liêng của mình, các bạn hiểu được cái giá trị của cái việc điều khiển cảm xúc nhẹ nhàng và ổn định hơn, thì các bạn sẽ có được những cái niềm vui, các bạn sẽ biết nói ra lời yêu thương nhiều hơn ha, và cái con mắt thứ ba của các bạn nó sẽ được khai mở,
cái luân xa thứ sáu, third eye chakra đó, con mắt thứ ba các bạn, nó sẽ được khai mở rất là nhiều. Các bạn sẽ tin vào trực giác của bản thân mình nhiều hơn, các bạn sẽ nhận biết được đâu là những cái người người ta luôn đeo mặt nạ với bản thân mình ha, người ta luôn sống hai mặt với mình, và các bạn biết, các bạn cân nhắc, các bạn phòng tránh không có tương tác nhiều với những loại người như vậy nữa ha. Và khi mà các bạn tìm đến được những cái bản thể, cái tính nữ thiêng liêng của bản thân mình, thì các bạn sẽ thấy được là những cái nỗi lo, những cái áp lực, những cái gánh nặng từ trước đến giờ, thật ra chỉ là do mình đang cố cố gồng, chứ những cái người xung quanh thật sự họ chỉ cần 9 phần hoặc 7 phần thôi, chứ họ không cần quá nhiều cái trách nhiệm, quá nhiều cái việc của mình như vậy. Tại vì bạn nên hiểu điều này, khi mà một người người ta cần bạn, người ta khát nước, người ta chỉ cần một cái ly nước người ta uống, thì việc của bạn ở đây, bạn muốn giúp đó, người ta không có đi lấy nước được, thì bạn chỉ cần rót cho người ta một ly nước bằng bạn mang đến thôi. Nhưng mà cái bản tính của bạn là cái bản tính chu đáo, không phải là chu đáo mà cái bản tính nó quá là trách nhiệm đi. Các bạn thấy là trời ơi, tại sao mình lại khiến người ta khát nước ha? Cái việc khát nước là cái việc của người ta đi nắng, người ta khát nước hoặc thế nào, nhưng mà bạn lại nhận nhận hết những cái trách nhiệm đó, và các bạn phải làm sao cho người ta lúc nào cũng không cảm thấy khát nước. Tức là các bạn hơi bị quá cái trách nhiệm của bạn lên, nhưng mà thật sự cái việc người ta không có trách các bạn, và người ta cũng không cần các bạn phải quá gồng như vậy ha. Cái người mà đón nhận cái ơn của các bạn, người ta nhiều khi người ta cũng cảm thấy mệt mỏi khi mà bạn lại quá trách nhiệm như vậy, thì bạn cũng sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi theo. Người ta cũng sẽ khó đón nhận cái ơn từ bạn hơn. Thì khi mà kết nối được những cái tính nữ của bản thân mình, các bạn sẽ có một cái khởi đầu mới, các bạn sẽ đi theo trực giác của mình nhiều hơn, các bạn sẽ tin vào trực giác của mình hơn, các bạn sẽ cân bằng năng lượng và sống nó hài hòa hơn, chứ không còn cứng nhắc, không còn quy củ, không còn ù lì chậm rãi như ngày xưa nữa ha. Các bạn sẽ gọi là sao ta, sẽ rời bỏ cái phiên bản cũ, rời bỏ những cái tổn thương cũ, những cái đau đớn, những cái nỗi buồn cũ, các bạn sẽ chôn nó đi. Vì những cái đó là những cái bài học cho bản thân mình, các bạn không có phải là chối bỏ chúng mà các bạn chôn nó, để các bạn hiểu được rằng á, là chính những cái đó nó sẽ nảy mầm lên thành bạn của tương lai, thành bạn của sau này, thành bạn của sau khi bạn đón nhận được cái kịch bản từ ơn trên mang đến cho bạn. Bạn sẽ tỏa sáng, bạn sẽ được là chính mình. Những cái hình ảnh nó rất là giống nhau, lặp đi lặp lại xong trong cái trải bài ngày hôm nay ha. Các bạn sẽ được bay lên, các bạn sẽ được tự do, các bạn sẽ được trôi chảy hơn rất là nhiều, các bạn sẽ đi làm việc với đam mê của mình nhiều hơn ha. Các bạn được tìm thấy được cái sức mạnh từ chính bên trong của mình. Đó chính là cái sức, cái lá này nó cũng giống như là cái lá strength, là cái lá tìm được cái sức mạnh nội tại bên trong của bản thân mình ha. Hồi xưa mình luôn nghĩ là trong bộ bài tarot đó là cái lá The Emperor là cái lá mạnh nhất, nhưng thật sự cái lá mà mang năng lượng mạnh nhất đối với mình đó là lá The Empress. Tức là một người người ta luôn dùng những cái luật pháp gay gắt, hà khắc, những cái luật lệ để người ta đàn áp bạn, bạn sẽ làm theo đó, nhưng bạn không phục và bạn không nể bằng một người người ta dùng tình cảm, người ta dùng tình yêu, người ta dùng sự dịu dàng để thuần hóa bạn ha. Bạn sẽ tâm phục, khẩu phục và làm theo cái điều ấy nhiều hơn. Thì khi mà mình hiểu được điều đó thì mình mới nhận thấy được rằng á, cái việc mà cân bằng hai cái năng lượng trong cơ thể của mình, trong cái con người tâm trí của mình, là một cái việc rất là cần thiết. Và bạn ở bạn cũng vậy, bạn đã mất quá nhiều cái sự mất mất cân bằng rồi, cho nên là vũ trụ đang có một số chuyện đang sau cái bức màn nhung đó, vũ trụ muốn gửi đến cho bạn, muốn cho bạn một cái thời gian để bạn nghỉ ngơi, để bạn chậm rãi, để bạn đón nhận cái hành trình chữa lành này ha. Y như là cái chủ đề ngày hôm nay luôn, là cái cô gái này vén bức màn ra và thấy cái năng lượng healing bắt đầu xuất hiện ở trong cái con người cô đó rồi ha.
ở đây hai lá số 6 này, rất là nhiều cái hình ảnh lặp lại và sự lặp lại ở đây. Ở đây mình xin ba lá này và mình có xin thêm hai cái lá lời khuyên là hãy let go of control issues, tức là hãy chấp nhận những cái tình huống xảy ra và đừng có kiểm soát chúng nữa. Giống như nãy giờ mình đang nói, khi mà bạn mang một cái năng lượng nam nhiều quá, bạn muốn mọi chuyện nó phải theo ý của bạn, bạn muốn mọi việc nó phải theo đúng cái những cái sắp đặt của bạn ha, nhưng bạn quên mất rằng đó là những cái sự điều khiển đó, tại vì không có phải cái sự sắp đặt nào cũng cũng như mong muốn của mình, ngay cả giá cát lượng người ta cũng không có thể biết được toàn bộ cái sự việc sẽ tiếp diễn biến tiếp theo như thế nào. Cho nên các bạn hơi bị cầu toàn quá trong cuộc sống của mình, các bạn hơi bị ôm đồm trách nhiệm nhiều quá, cho nên là các bạn hãy buông bỏ cái sự kiểm soát này đi. Tại vì khi mà mấy bạn kiểm soát, các bạn không xuôi theo dòng, các bạn đang chặn cái năng lượng của mình lại, thì các bạn sẽ chặn mất cái trực giác của mình, các bạn sẽ không kết nối được với cái bản thể bên trong của mình, cũng như các bạn đóng luôn cái con mắt thứ ba của mình. Khi mà đóng như vậy thì các bạn đang xa rời những cái năng lượng của nữ tính, xa rời cái năng lượng yêu thương, xa rời những cái năng lượng của trực giác ha. Thì khi đó các bạn sẽ không hề biết những cái chuyện đã xảy ra đối với bản thân mình nữa. Và bên cạnh đó thì bà cũng khuyên các bạn hãy dành cho mình enjoy, thưởng thức cuộc sống hơn. Hãy có những chuyến đi du lịch, hãy đi về với thiên nhiên, hãy đi về với vùng sông nước, hãy đi về với những cái nơi mà tôn giáo của bạn đang kêu gọi bạn đến ha. Hãy đi đến những nơi đó, bạn sẽ nhận được nhiều sự chữa lành và sự gia hộ, sự bảo vệ từ ơn trên rất là nhiều với các bạn đi du lịch đến những nơi đó ha. Tụi các bạn nó quá là rõ ràng rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ lấy thêm cái này cho các bạn. Hồi nãy tụi số 3 mình quên lấy cái này, mà chắc không sao đâu, tại vì cái thông điệp của các bạn ấy cũng rất là rõ rồi, mình chỉ lấy thêm cho cái video nó dài chút xíu. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thứ tư, thì với thông điệp sau bức màn nhung thì thông điệp nào sẽ gửi đến các bạn ấy ha. Mình sẽ nhắm mắt lấy ba bốn charm gì đó. Ok, đúng bốn cái luôn nè. Chúng ta có A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life. Một tình yêu đẹp là không phải là người ta yêu bao nhiêu người, mà là người đó chỉ yêu một người phụ nữ trong đời. Good. You're not lost, you are here. Đúng rồi. Với cái thông điệp này mình không hiểu lắm nha. Hiểu rồi. Khi một người á, người ta mang một cái năng lượng nam nhiều quá, tức là người ta sẽ có một cái năng lượng thích chinh phục rất là nhiều. Người ta thể hiện cái bản lãnh của người ta qua cái việc người ta yêu bao nhiêu người phụ nữ, người ta yêu bao nhiêu người đàn ông ha. Người ta thích sự chinh phục, nhưng đó không phải là tình yêu tuyệt vời nhất, và nó cũng khá là trống trải và cô đơn khi mà mình không hiểu được điều này. Tức là cái sự bản lãnh và cái sự chinh phục nó không đến từ cái việc số lượng, mà nó đến từ chất lượng. Không phải là bạn yêu bao nhiêu người và bao nhiêu người yêu bạn, mà là bạn trên cuộc trong cuộc đời này bạn chỉ yêu duy nhất một người, và người đó duy nhất yêu một mình bạn. Đó là cái sự bản lĩnh của bạn dành cho tình yêu ha. Phải dành vài giây để mình suy nghĩ, mình có thể liên kết được với cái năng lượng của cái trải bài. You're not lost, you're here. Tức là các bạn không có lạc đường đâu, các bạn đang ở đúng nơi, đúng chỗ rồi. Các bạn đã đi đúng hướng rồi. Và cái cuộc hành trình các bạn sắp tới, các bạn hãy tin tưởng vào cái tôn giáo và cái niềm tin của các bạn nha. Một lần nữa mình nhắc lại. I can respect any person who can put their ego aside and say, I make a mistake, I apologize and I am correcting the behavior.
cái charm ấy đã xuất hiện trong một cái trải bài lần trước của mình. Tức là tôi rất là nể những cái người mà người ta không phải là người ta có thể bỏ đi cái tôi của bản thân mình một bên, mà người ta có thể nói rằng tôi đã làm sai rồi, tôi rất là xin lỗi và tôi đang cố gắng sửa sai một cách tốt nhất ha. Thì một giống như nãy giờ mình đang nói, tức là nam tính độc hại đó mọi người, tức là khi mà cái tính của mình nó nam tính quá mức á, mình luôn chuyên quyền và không cho mình cái quyền nhận sai, mình luôn đúng, mình bị gọi là cố chấp, nó bị lì á, cho nên là những cái năng lượng đó sẽ không khiến người ta phục bằng cái việc mà mình nhận sai và mình sửa sai, mình xin lỗi, mình biết nói lời xin lỗi mọi người. Sắp tới mình thấy các bạn sẽ làm được điều đó và mọi người sẽ nể phục các bạn rất là nhiều. Lại một thông điệp nữa, lần trước lại xuất hiện nữa nè. Có khả năng ở trong trạng thái cô độc, nghĩa là có khả năng yêu thương. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng đó lại là sự thật. Chỉ những người có khả năng ở trong cô độc mới có năng lực yêu, năng lực chia sẻ, năng lực đi đến tận cùng nội tâm của người khác mà không sở hữu người khác, không phụ thuộc vào người khác, không biến người khác thành món đồ và không chìm đắm vào người khác. Cái câu này ra thì mình hơi hoang mang, nhưng mà cái này nó xuất hiện thì mình hiểu thêm được là cái vấn đề là các bạn đã xa rời cái tính nữ của mình quá nhiều, cho nên các bạn không có khả năng yêu thương bản thân mình, không có khả năng yêu thương bản thân mình khi ở trong trạng thái cô độc, không biết cách tìm niềm vui cho mình, thì các bạn luôn đi tìm niềm vui từ môi trường bên ngoài. Khi mà chúng ta đi tìm từ môi trường bên ngoài, tức là chúng ta không có khả năng yêu thương bản thân mình, thì đó, ở dưới đây nó đã giải thích cho các bạn hiểu được cái câu đó rồi ha. Mình còn phải giải thích thêm chi, tại vì nó dài quá rồi, bộ nhớ mình nó hết dung lượng mọi người. Ok, một thông điệp rất là rõ ràng và chúc mừng các bạn sắp được cân bằng lại năng lượng của bản thân mình rồi ha. Các bạn hãy buông bỏ sự kiểm soát đi cho cái việc này nó đến nhanh ha. Nó đến nhanh hay chậm là do cái việc chúng ta có biết đầu hàng, có biết để mọi thứ trôi theo dòng hay không. Khi mà các bạn suy nghĩ nhiều quá, các bạn cũng sẽ bị chặn năng lượng lại và các bạn sẽ cũng khó đi đến những cái việc các bạn mong muốn hơn, hoặc là cái việc mà các bạn luôn 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 control cảm xúc của mình á, luôn kiểm soát cảm xúc của mình á, thì cái việc đó nó cũng sẽ khiến các bạn khó mà tìm được đến với chính cái bản chất bên trong của mình đang muốn gì ha. Ok, cảm ơn các bạn chọn thứ tư đã đến với trải bài ngày hôm nay của mình. Nếu câu chuyện bạn có liên quan á, thì hãy comment cho mình biết với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.